chắc gamer thủ vẫn chưa quên được hình ảnh cô bé xíu vô diện từng khiến các gamer thủ cùng lớp khóc thét, nhưng lại khiến cư dân mạng cả quả bật cười cợt hồi Halloween 2016 chứ. Cô bé xíu ấy chính là Momolu, nhóc tỳ siêu cấp xinh đẹp đến từ Đài Loan. Tạo hình vô diện tuy có phần đáng kinh hồn với bằng hữu đồng trang lứa nhưng lại cực kỳ dễ thương trong mắt người lớn, úy đã giúp Momo trở thành một wifi xe thực sự với trang fan 3G chiếm hữu hơn 220k lượt like. Hình ảnh Momo quá thân thành vô diện đã trở thành hiện tượng năm 2016. Bên cạnh sự nhiều người biết đến thì cứ mỗi mùa Halloween đến, người ta lại mày mò và háo hức muốn xem thử Momo sẽ mang đến bất thần gì. Và tất nhiên, không phụ lòng fan hâm mộ, năm nay, Momo nối tiếp tái xuất bằng một màn hóa trang có phần đơn giản hơn nhưng không xoàng xỉnh phần xinh đẹp. 3 năm trôi qua kể từ ngày trở thành hiện tượng, giờ Momo đã 5 tuổi rồi. Cô bé xíu trổ dáng và lớn bổng, khuôn mặt cũng càng ngày càng nét hơn, hứa hẹn sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai. Về phần màn hóa trang được nhiều người mong đợi, Halloween năm nay, Momo chọn biến thân thành Hanako-san, truyền thuyết về hồn ma bé xíu gái xoàn xỉnh cư ngụ trong nhà vệ sinh. Momo năm nay đã 5 tuổi, cô bé xíu trổ dáng cao giọt so với bằng hữu. Thế nhưng đam mê hóa trang Halloween thì vẫn còn nguyên nhé mấy gamer thủ. Với mái tóc ngắn, mặt giấy màu đỏ, làn da trắng bệch, rõ rệt bản Hanako-san của Momo đã siêu giống nguyên tác rồi. Bên cạnh Momo không thể không kể đến sự hình thành của cô em gái Mai Mai. Mai Mai cũng được mẹ hóa trang thành em bé xíu Matoso trong series Yuen Đình Đám. Trong khi Momo hóa trang thành Hanako-san thì em gái của Momo Mai Mai cũng hóa thân thành cậu bé xíu Matoso. Màn hóa trang vừa hài hước và đáng kinh hồn của hai chị em nối tiếp nhận được nhiều lời khen. Tuy màn hóa trang của năm 2019 không thể khác biệt và nổi bật như vô diện của 2016 nhưng không ai có thể phủ nhận được sự xinh đẹp của hai chị em Momo và Mai Mai. Bằng chứng là đi đến đâu, hai cô nhóc cũng khiến người lớn phải bật cười cợt thích thú và tất nhiên, cả hai cũng không còn quá lạc lõng giữa lớp học gì dọa các gamer thủ cùng lớp kinh hồn chết khiếp nữa. Cùng ngắm thêm một vài hình ảnh của hai chị em nhé.